Bị tung tin dùng chất trái phép, chị em từ Hy Viên quyết khởi kiện đến cùng. Cõi mạng xứ Đài mới đây đã không khỏi xôn xao trước việc MC nổi tiếng xứ Đài Hoàng Tử Giảo đăng tải một đoạn video vạch trần những hành vi vi phạm pháp luật của những người nổi tiếng. Trong đó, người này đã tiết lộ việc bị chị em từ Hy Viên, Koo Yoon Jeop, chồng hiện tại của từ Hy Viên, dụ dỗ sử dụng chất trái phép trong một chuyến đi tới Hàn Quốc từ hơn 20 năm trước. Để bổ sung tính xác thực cho thông tin này, Hoàng Tử Giảo còn cho biết thời điểm đó đang yêu đương từ Hy Đệ, tứ nàng Tiểu S. Từ đây chủ đề chị em từ Hy Viên dùng chất trái phép đã lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ sau một ngày công khai kể xấu đồng nghiệp, Hoàng Tử Giảo đã tìm cách quyên sinh nhưng được cấp cứu kịp thời. Hiện tại video bóc phốt đồng nghiệp đã được Hoàng Tử Giảo gỡ xuống nhưng những người bị anh gọi tên rất tức giận. Liên quan tới nghi vấn dùng chất cấm, từ Hy Viên và em gái từ Hy Đệ bày tỏ quan điểm sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ở diễn biến mới, phía từ Hy Viên lên tiếng với truyền thông rằng vụ án đã được làm rõ từ năm 2004. Xin đừng cho rằng Koo Yoon Jeop sử dụng ma túy chỉ vì anh ấy làm việc tại các câu lạc bộ. Từ Hy Viên cũng không thể sử dụng chất trái phép do bệnh tim của cô ấy. Vì vậy chúng tôi sẽ có hành động pháp lý chống lại tin đồn này. Quản lý của từ Hy Viên cũng bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân rằng nếu hai chị em họ thực sự sử dụng chất trái phép thì 20 năm qua họ sẽ sống thế nào? Họ có thể dẫn chương trình và tham gia các hoạt động với tinh thần bình thường không? Tôi không muốn giải thích nhiều vì không muốn những thông tin tiêu cực và nhiễu loạn ảnh hưởng đến tâm trạng của người đọc. Song chúng tôi vẫn hy vọng dù thế giới có hỗn loạn thì cũng không nên để một cá nhân bị lên án bởi những thông tin vô căn cứ. Hãy để luật sư thu thập chứng cứ. Bạn nghĩ sao trước động thái quyết liệt đến từ vị trí từ Hy Viên?